Cận cảnh nhan sắc thật của Dương Mịch qua loạt hình chưa chỉnh sửa, liệu còn đẹp như mọi người vẫn nghĩ? Những hình ảnh chưa qua chỉnh sửa của Dương Mịch tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán của dân mạng. Trước khi xuất hiện trong buổi livestream mới đây, studio của Dương Mịch đã tung ra loạt ảnh mới của nữ diễn viên và nhận được nhiều lời khen từ phía netizen. Tuy nhiên, những hình ảnh chưa qua chỉnh sửa mới là điều được dân mạng quan tâm nhất, bởi đó mới chính là nhan sắc thật của Dương Mịch. Không ngoài dự kiến, Dương Mịch lại tiếp tục gây bão với nhan sắc hoàn hảo và những hình ảnh chất lượng kém cũng chẳng thể dìm được nàng mỹ nhân tam sinh tam thế thập lý đào hoa. Là một trong những ngôi sao hàng đầu của showbiz hoa ngữ, không chỉ có sự nghiệp thành công mà Dương Mịch còn sở hữu nhan sắc ấn tượng. Cô dễ dàng chiếm trọn spotlight mỗi khi xuất hiện, không ngại chung khung hình với những mỹ nhân khác. Dù lịch trình công việc luôn dày đặc, nhưng Dương Mịch vẫn giữ được phong độ ấn tượng. Không ai nghĩ cô đã bước sang tuổi 34, còn từng kết hôn và sinh con.